Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, tôi lấy tiêu đề là Đừng làm kẻ thứ ba trong drama Nguyễn Phương Hằng. Tôi biết quý vị sẽ rất tò mò muốn biết kẻ thứ ba đó là ai, sao lâu nay không nghe bất cứ một cái thông tin nào về kẻ này. Xin lỗi quý vị, trong tất cả các cái chương trình của mình đó, thì tôi chưa bao giờ gọi ai là kẻ này kẻ nọ. Nhưng hôm nay, xin phép quý vị tôi xin phá lệ. Kẻ thứ ba không phải là những người yêu hay là ghét bà Hằng, mà đó là những kẻ đã lợi dụng cái câu chuyện của bà Hằng để xuyên tạc chống phá chế độ bằng những lời lẽ công kích đòn sóc hai đầu, dẫn dắt dư luận đầu này, rồi là chọc phá dư luận đầu khác. Và kẻ thứ ba còn là những kẻ lợi dụng dân chủ nhân quyền, xúc phạm, kiềm hãm quyền tự do dân chủ nhân quyền của người khác. Những cái này đó, thì đầu tiên họ cho rằng Việt Nam là vô pháp vô thiên. Thưa quý vị, trước đây khi bà Hằng chưa bị khởi tố tạm giam, thì họ rêu rao rằng tại sao một số YouTuber thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí thì bị bắt, còn bà Hằng thì không. Họ dẫn chứng việc bắt nhóm có tên là Báo Sạch ở Cần Thơ. Thưa quý vị, tên là Báo Sạch, nhưng mà rất là bẩn. Nhóm này đó thì do Trương Châu Hữu Danh cầm đầu, đã được Tòa án Cần Thơ xét xử công khai hôm 28 tháng 10 năm 2021 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nhóm người này đó thì đã đưa tin sai sự thật, rồi xuyên tạc bôi xấu chế độ, kích động chống đối cái việc thực hiện cái chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Việc xét xử nhóm Báo Sạch mà bẩn này đó là đúng người đúng tội. Thế nhưng những kẻ thứ ba trong drama Nguyễn Phương Hằng đó, thì lại cho rằng việc bắt kết án nhóm Báo Sạch mà không sạch này là vi phạm quyền tự do dân chủ, là kiềm hãm tự do báo chí, tự do ngôn luận. Còn đối với bà Hằng, khi chưa bị tạm giam đó, lúc mà nhà nước ta cho thấy rõ sự tôn trọng quyền tự do dân chủ, quyền tự do ngôn luận, thì họ lại công kích rằng Việt Nam là xứ sở vô pháp vô thiên, chẳng có luật pháp, thích bắt ai thì bắt, thích cho ai nói thì cho. Dù chúng thừa hiểu rằng bản chất của hai vấn đề này là hoàn toàn khác nhau. Một bên là lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do báo chí, rồi bêu xấu chế độ, nói xấu chính quyền, chống lại chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Còn một bên là sử dụng cái quyền công dân thực hiện tin báo tội phạm, phản ánh những góc khuất của xã hội. Hai cái câu chuyện này là rất là khác biệt. Những cái này đó thì họ không muốn mọi người nhìn thấy rõ Việt Nam tôn trọng quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Họ không bao giờ muốn mọi người nhận diện những cái điều sai trái mà họ xuyên tạc về quyền tự do dân chủ, quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Đặc biệt là trên hai kênh chống cộng rất cực đoan ở California, nước Mỹ, thưa quý vị. Họ thường xuyên lưu loa rằng là xuyên tạc rằng là chính quyền Việt Nam sử dụng bà Hằng như một con cờ nhằm là hướng dư luận ra ngoài những cái vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt lúc bây giờ. Đó là vấn đề về Biển Đông và vấn đề nan giải trong cái thời gian cao điểm chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Nhưng đến khi bà Hằng bị khởi tố tạm giam đó, thì cũng chính những cái kẻ này lại cười cợt rằng bà Hằng bị bắt vì dám động đến lãnh đạo chính quyền thành phố. Và họ cho rằng đó chính là cái làn ranh đỏ, chứ không phải làn ranh đỏ là giới hạn của pháp luật. Họ xuyên tạc như vậy. Như vậy nghĩa là cùng một sự việc, cùng một vấn đề thôi, nhưng lúc thì họ xuyên tạc thế này, lúc thì họ xuyên tạc thế kia. Lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo.
thế lực chống cộng nước ngoài chỉ về Việt Nam là như vậy. Thế còn trong nước thì sao? Trong nước thì họ sử dụng cái chiêu trò khác. Chiêu trò thì khác nhưng mà mục đích thì không khác. Không khác thế nào? Họ bình luận trên các kênh cá nhân trên mạng xã hội đó, rồi tham gia bình luận vào các cái kênh có tiếng nói ủng hộ những việc làm tích cực của bà Hằng. Họ đe dọa rằng những ai ủng hộ bà Hằng đều vi phạm pháp luật, đều phải gặp anh giáo, đều phải vào T30. Mới nghe thì cứ tưởng là vì ghét bà Hằng, cho nên họ ghét luôn những người ủng hộ bà Hằng. Họ nói như vậy cho bỏ ghét. Nhưng ngẫm ra thưa quý vị, ngẫm ra thì không phải vậy. Sâu xa của vấn đề không phải ở chỗ là họ ghét nên họ hù dọa, mà đó là cái sự ẩn ý xuyên tạc rằng Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Không có tự do, dân chủ ngay cả trong cái tình cảm, ngay cả trong cái suy nghĩ, ngay cả trong cái cảm xúc của con người. Cái này thì thâm độc lắm thưa quý vị. Thâm độc là ở cái chỗ này. Con người ta sống ở đời, ai mà không có hỷ nộ ái ố à? Đây là những cái trạng thái cảm xúc mà bất kỳ ai làm người đều có cả. Hiểu một cách đơn giản thì đó là cái sự vui mừng này, sự giận dữ này, sự yêu thương này, sự căm ghét mà tạo hóa đã rất là công bằng tạo ra cho con người. Ai mà không có được cái cảm xúc này thì đó là một cái sự bất hạnh, một sự đáng thương. Và đó, theo diễn đàn 26, đó cũng là một cái thứ nhân quyền mà không ai có quyền tước đoạt của ai cả. Mỗi một khi cái thứ nhân quyền này bị kìm hãm hay là bị hạn chế thì con người ta sẽ bị dồn nén cảm xúc, tâm lý sẽ bị ức chế, sẽ bị rơi vào cái trạng thái chông chênh hụt hẫng, tư tưởng sẽ bất định. Và đây sẽ là cái giai đoạn tốt nhất để những kẻ thứ ba đánh trực diện vào tư tưởng của người dân bằng cái con bài dân tự do, dân chủ, nhân quyền. Cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ thâm độc. Thưa quý vị, làm gì có chuyện pháp luật Việt Nam ngăn cấm cái chuyện anh thương ai ghét ai? Làm gì có cái chuyện pháp luật Việt Nam cấm anh ủng hộ người này và buộc anh là ủng hộ người kia? Bà Hằng vi phạm pháp luật thì pháp luật xử, sai chỗ nào xử chỗ đó. Còn chỗ nào không sai, chỗ nào tốt, có lợi cho đất nước, có lợi cho xã hội thì ta phải ghi nhận, ta phải ủng hộ. Luật pháp nào mà cấm cái chuyện này? Bà Hằng chửi xúc phạm danh dự người khác thì đó là việc không tốt. Nhưng không thể vì cái việc không tốt này mà phủ nhận sạch trơn những việc làm thiện nguyện, những việc làm có ích cho xã hội của bà ấy. Việc nào thì ra việc đó chứ à? Cái nào xấu thì ta lên án, ta phê phán, ta rút kinh nghiệm cho chính ta. Còn việc nào tốt thì ta ghi nhận, ta ủng hộ, ta học hỏi, ta phát huy. Nhìn nhận như vậy thì mới khách quan, mới công tâm, mới đem lại cái giá trị đích thực được thưa quý vị. Và đánh giá như vậy thì mới công bằng, mới thuận cái lẽ ở đời. Anh ghét bà Hằng thì đó là quyền của anh, không ai cấm anh cả. Còn người ta thương, người ta quý, người ta ủng hộ, đó là quyền của người ta chứ. Anh không thể lấy cái sự ghét của anh rồi chửi bới, rồi xúc xỉm, rồi hù dọa cái sự thương yêu, sự ủng hộ của người khác được. Làm vậy có sao được ạ? Diễn đàn 26 cho rằng mọi người nên cần phải tôn trọng cái quyền cảm xúc của nhau, quyền cảm xúc của nhau. Nếu không tôn trọng được đó, thì cũng đừng có chê bai,
đừng có dè biểu, đừng có xúc phạm nhau. Đặc biệt là anh có quyền tranh luận một cách thoải mái, nhưng nhớ là tranh luận là phải trên cái tinh thần xây dựng. Thế trên tinh thần xây dựng. Và cũng đừng có hù dọa nhau. Đừng hù dọa nhau. Vì hù dọa nhau như vậy đó thì chỉ có lợi cho kẻ thứ ba mà thôi. Kẻ thứ ba họ sẽ tổng hợp các cái lời hù dọa đó rồi xuyên tạc, rồi công kích chế độ, cho rằng Việt Nam áp bức cả cảm xúc. Đối với các thế lực chống cộng cực đoan, thưa quý vị, thì việc gì mà họ không xuyên tạc được, việc gì họ cũng bêu xấu được. Trong mắt họ, Việt Nam chẳng có gì là tốt cả. Trong mắt của họ là như vậy. Vì vậy cho nên là diễn đàn 2016 khuyên rằng mọi người hãy nhớ đừng làm kẻ thứ ba trong drama Nguyễn Phương Hằng, cho dù là vô tình hay là hữu ý. Hãy cố gắng kiềm chế cái cảm xúc của mình. Đừng có hù dọa nhau nữa. Mà hãy nên tranh luận. Và tốt nhất lại là tranh luận trên cái tinh thần xây dựng. Để chúng ta cùng tìm ra những giá trị đích thực nhất bằng cái sự khách quan và công tâm nhất cho mình, đem lại một cái lợi ích nào đó cho xã hội. Diễn đàn 2016 nghĩ như vậy. Và có quan điểm của diễn đàn 2016 là như vậy, thưa quý vị. Chương trình hôm nay xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.